Ok, hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với DTL Gamer ha. Và hôm nay mình giới thiệu anh em một con game Pixel rất là hay ở trên PC cũng như trên mobile. Tất cả những con game này thì anh em có thể mua trên Steam, mua trên CH Play hoặc là App Store, hoặc là anh em có thể lên web của mình tải khi mà anh em không có điều kiện mua game nhé. Rồi, con game này là một con game có tên là Wordbox. Wordbox anh em nhé, thế giới trong hộp. Và con game này là một con game thuộc thể loại game gọi là sáng tạo. Anh em cứ tưởng tượng như anh em là chúa đi, anh em là một cái người sáng tạo thế giới. Và game này nó có tiếng Việt nữa anh em nhé. Đây, tiếng Việt đây, mình chọn ngôn ngữ, nó sẽ có tiếng Việt và rất nhiều ngôn ngữ khác. Để chọn ngôn ngữ nào cũng được, đặc biệt nó có tiếng Việt trong cái bản game luôn. Ha. Nó là game này chơi rất là dễ, với lại nó cũng không phải là game gì nó quá phức tạp, bây giờ đơn giản lắm. Nên để xem nhé. Đây thì mình có một cái bộ tộc này ở đây, bây giờ mình muốn thêm dân làng vào thì mình cho thêm dân làng vào. Anh em có nghĩa là anh em thích làm gì vậy? Đó, anh em thêm dân vào để cho nó sống, anh em có thể cho nó thêm đồ ăn, mình cho thêm gà nè, ok, mình cho thêm chó nè, mình cho thêm gấu thì nó sẽ là thú dữ, nó tấn công dân làng thì dân làng nó sẽ đến tấn công con gấu lấy thịt, và nếu như mà nhiều gấu quá thì gấu nó giết hết dân làng, ví dụ vậy. Đó là vấn đề, gọi là anh em muốn xây dựng một cái môi trường sống cây cối cái kiểu mà dạng Pixel á thì đây là gọi là đơn giản nhất. Còn nếu như anh em muốn chơi theo cái kiểu gọi là phá hoại thì đừng lo, chúng ta cũng sẽ có phá hoại thôi. Ở đây mình sẽ có mưa, mình tạo ra mưa, ok không, mưa nè đó, hoặc là anh em mầm mê hoặc là gì, tại nó vật mê hoặc nó rất lung linh. Wow, nhiều thứ quá nhỉ. Nó có tiếng Việt nên em thấy chơi cũng dễ, sống từ trường có thể gây ra một thứ khỏi khu vực, đẩy một thứ khỏi khu vực. Ủa, đẩy mấy ông người ra kìa. Còn này là mắt ma nhá, anh em cái này là mắt ma. Là mấy người mà rớt vào trong đó thì bị cháy. Mầm pha lê, tạo khu vực pha lê rất nguy hiểm. Ở đây anh em có thể sức mạnh hủy diệt, bom nguyên tử, tia nhiệt nè, tia nhiệt. Đó, đốt một thứ thành tro luôn. Hoặc là bom cua. Sự là mình cũng không nghĩ là có cái loại bóp cua như thế này á, anh em hơi lạ. Thú vị vậy. Hoặc là anh em cũng có thể tạo một cái map mới nhé, mình có thể xóa này, xóa sự sống nè, hoặc là đánh đổ này, nói chung rất là nhiều thứ, liềm nè, mình làm nhiều thứ lắm, mình có thể làm tất cả mọi thứ ở đây, xóa những cái bậc cỏ này, hoặc là mình qua đây mình sẽ tạo một thế giới mới hoàn toàn. Ở đây có nhiều cái mẫu thế giới cho anh em, thêm bàn cờ thế giới lớn, thế giới kiểu các kiểu. Đây, bây giờ mình có thể tạo núi lửa hoặc là bàn cờ này. Đây, mình sẽ tạo. Đây này, thế giới này thì nó nhỏ nhặt thôi, nó chỉ có rừng thôi. Mà anh em có thể thấy là khi mà mình zoom tới thì nó rất là đẹp không? Nè, nhiều cái kiểu nhìn ha. Đó, anh em có thể thêm quái vật vào, làm mọi thứ. Thì game này nói chung là một cái con game mà anh em có thể sáng tạo mọi thứ. Nghĩa là anh em có thể chơi một mình. Hoặc là anh em có thể dùng nó để giáo dục, hoặc là anh em cho con anh em chơi, anh em chơi các kiểu để cho nó biết cái thế giới hoạt động như thế nào sau đó, đúng không? Hoặc là chỉ đơn giản là anh em quá mệt mỏi cuộc sống nên anh em vào đây anh em phá. Hoặc là anh em cũng có thể làm một khu dân làng, sau này thì họ hợp tác với nhau các kiểu, xong rồi cái họ đánh nhau, hoặc là cho hai cái quân làng đánh nhau các kiểu, nói chung rất là nhiều thứ rất là hay. Chung là anh em có tưởng tượng đây là chúa à, chúa. Đây thì thông tin làng này, danh sách các làng này, xem vương quốc của bạn nè, đây vương quốc nè, the four the five gì đây. Vãi chưởng vậy đấy, thì nó tự đặt tên luôn, ok không anh em? Anh em có thể kích động và đánh nhau cũng được, còn không thì mình cũng không khuyến khích, tùy anh em thôi. Anh em thấy thì cái hình ảnh pixel rất là đẹp ha. Nè, anh em nhìn nè. Nè, thấy không? Góc độ rồi nhìn không? Cây cối nè. Rất là màu sắc rất là đẹp ha. Rồi, anh em nào thích tựa game này thì tải về. Nó có cả Android, iOS các kiểu nha. Anh em xem link dưới phần mô tả nó có link nhé. Game này chơi vui phết đấy anh em ạ. À. Nghiện phết đấy. Bye anh em nhé.